Xin chào các bác nhá. Chào các bác lại quay lại với trang trại của em. Thì cái video hôm nay á, em sẽ nói về hai cái vấn đề. Mà cái vấn đề đầu tiên là các bác hay mắc phải, đó là các bác nuôi cái lợn rừng này ở khu vực đông dân cư. Đấy là cũng có nhiều người, khá nhiều người hỏi em bảo là: anh ơi, em bắt lấy một hay hai đôi về nhà em làm nhà hàng, hàng ăn sáng, cho ăn các cái nước phở thừa hay là cái gì á, thay cho tinh bột, có được không anh? Thì hôm nay em sẽ làm một cái video giải đáp thắc mắc về vấn đề đó. Với vấn đề thứ hai là cho lợn con hậu bị á, khi mà tách cám công nghiệp thì cho lợn con ăn trộn vào lứa tuổi bao nhiêu là hợp lý nhất. Thì đối với cái việc mà mình cho tận dụng các cái thức ăn thừa của con người á, nhất là cái thức ăn làm hàng á, cho cái lợn này ăn này, kể cả cho con nào ăn thế đó, thực sự là không nên các bạn. Không nên, mà gọi là không phải là không nên bình thường, mà thực sự là không nên cho ăn. Bởi vì trong cái các cái nước thừa đó, thứ nhất là mình không đảm bảo vệ sinh, nó đã gọi là có một nguồn lây nhiễm bệnh nhất định rồi. Với thứ hai, nó qua cái miệng bao nhiêu người sử dụng, người ta ăn vào không biết là người ta đi đến đâu, cho nên là nó cũng một cái là cái nguồn gây bệnh tiềm tàng. Với thứ ba thì thực sự là trong các cái nước đó có rất nhiều các cái chất độc hại. Ví dụ con lợn ăn thực sự nó sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà cái tỷ lệ tử vong và rủi ro của nó thì cực kỳ lớn luôn. Cái trường hợp này á, thì bản thân em đã thấy 2-3 lần. Có một cái ông thì cái kiểu là nhà con ông ấy thì làm cái hàng ăn sáng, xong rồi mang cái nước phở ấy, với là cái nước rác thừa về nấu cho nó ăn. Nhưng mà bắt thì cũng bắt lợn nhà em đấy, nhưng mà chỉ được 3 tháng sau thôi thì cả 4 con lợn tèo cả, do nó nhiễm độc là thứ nhất. Với thứ hai là nó nhiễm bệnh, ghép giữa những bệnh này bệnh kia. Khi mà mình mổ khám ra thì cái gan với cái lá lách của nó thì đen xỉ luôn. Vì vậy là khi chăn nuôi cái con lợn rừng này, ta không nên tận dụng các cái thức ăn thừa của con người và những nơi đông người để làm thức ăn chính cho nó, mà hãy tạo cho nó một nguồn thức ăn gọi là đủ đảm bảo vệ sinh. Ví dụ như là mình có thể dùng các cái loại thức ăn phụ phẩm của nông nghiệp chẳng hạn, các cái thứ đó thì mình có thể gọi là nó cũng thực sự nó cũng không phải là sạch bệnh hoàn toàn đâu các bác ạ. Nhưng mà cái vấn đề đảm bảo nó vẫn tốt hơn là những cái nơi mà hàng ăn, thứ nhất là người ta đi qua đi lại nhiều, và thứ hai người ta ăn thừa ra, và thứ ba là khi nó ôi thiêu thì nó cũng là một cái môi trường để tạo ra mầm bệnh. Cái nữa mình không nên sử dụng các cái thứ đó, bởi vì cái con lợn này thực sự mình nên cho nó tăng trưởng một cách đều đặn, chứ không nên nó tăng trưởng nhanh quá. Dù cái nguồn thức ăn đó nha các bác nha, nó có gọi là sạch mầm bệnh thôi, nó không ảnh hưởng gì đến con lợn thôi, nhưng mà cho ăn cái nguồn thức ăn đó nó sẽ nhiều tinh bột quá, và nó sẽ béo con lợn, và con lợn nó sẽ gây tích mỡ và ăn không ngon. Và thứ ba là cái thịt của nó rất mềm khi ăn các cái thức ăn đó, và thứ tư cái bụng nó cũng rất to. Còn về cái dịch bệnh nữa thì cái nguồn thức ăn đó thậm chí là mang rất nhiều cái loại giun sán, gây ra tình trạng là lợn nó bị nhiễm ký sinh trùng, dẫn đến là gọi là cái chất lượng thịt của con lợn nó sẽ không ngon nữa. Thì đấy là về cái vấn đề mà gọi là dùng cái gọi là cái phế phẩm thừa để chăn nuôi thì cái đó là không nên các bác nhá. Còn việc thứ hai là cho cái lợn này này nó ăn trộn vào thời gian nào là hợp lý nhất, thì cái đó là cũng tùy theo cung cách của mình nuôi thôi. Thứ nhất là khi mình tách sữa từ mẹ nó ra là khoảng tầm 1,5 tháng đến 2 tháng thì mình nên sử dụng hoàn toàn bằng cái thức ăn công nghiệp hết, để cho con lợn nó phát triển đảm bảo cái tỷ trọng của nó. Thì cho nó ăn vào rơi khoảng tầm 1 tháng đến 1,5 tháng thì lúc này con lợn nó sẽ được khoảng tầm 7 đến 8 kg, và cái sọc dưa của nó
nó sẽ bắt đầu nó rụng xuống. Thì lúc đó là ta vẫn chưa nên cho ăn cái thức ăn công nghiệp nha các bạn, chưa nên cho ăn thức ăn trộn nha các bác nha. Nên vẫn phải sử dụng thức ăn công nghiệp thêm thời gian nữa. Khi mà được khoảng tầm hơn 2 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, 2 tháng rưỡi ấy, thì bắt đầu mình mới phối trộn cái thức ăn công nghiệp với lại cái thức ăn tinh và mình giảm lượng dần dần đi, chứ không được cắt một lúc luôn. Cắt một lúc luôn thế thì thứ nhất con lợn nó sẽ không quen mùi và nó sẽ không ngoan, là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, mình gọi là thay đổi chế độ ăn đột ngột thế dẫn đến cái nội tạng của con lợn á, đó sẽ gọi là bị rối loạn tiêu hóa. Thì lúc này á thì nó sẽ bị thứ nhất là ẻ cháy này, thứ hai là nó sẽ bị viêm nhiễm đường ruột này. Cho nên là khi mà mình trộn thức ăn á, phối trộn thức ăn á, thì mình nên gọi là giảm bớt tỷ lệ xuống. Ví dụ như là hôm nay các bác bỏ 100%, ngày mai bỏ 90%, ngày kia bỏ 70%. Thì trong vòng khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày thì lúc đó bắt đầu con lợn nó sẽ thích ứng được với cái thức ăn đó. Thì đến ngày thứ 15 thì mình nên bỏ hoàn toàn đi. Nếu mà ví dụ các bác nuôi muốn nuôi bộ bình thường. Còn nếu mà các bác muốn nuôi về trang trại nhá thì không nên bỏ hoàn toàn. Khi nào nó được khoảng tầm 20 kg ăn bỏ hoàn toàn. Bởi vì em nói thật là khi mà mình nuôi quy mô nhỏ thì nó không sao cả. Nhưng mà khi mình đã nuôi quy mô lớn rồi, cái thức ăn của nó thì ít, mà cái số đầu con tranh nhau ăn thì nhiều, cho nên là nó không thể đủ đảm bảo dinh dưỡng được. Em đố các bác nuôi cái lợn này mà bảo là nuôi trang trại á, mà không dùng một hạt thức ăn công nghiệp nào. Thực sự cái đó không có đâu các bạn. Ở đâu cũng thế đó. Nhiều các bác sai lầm, các bạn cho mình ăn mình cỏ mình chuối thì cũng giống như con người đó. Các bác thử xem, các bác ăn mình lá cây, cây với rau không thôi, không ăn một tí cơm, không ăn một tí thịt nào, các bác có lớn được không? Như thế là mình phải gọi là soi xét lại. Đồng thời á, trong cái thức ăn công nghiệp á, nó có nhiều cái chất vi lượng tốt cho sự phát triển của con lợn, mà cái thức ăn tự nhiên là nó không có được. Nếu mà ví dụ mình cho ăn thức ăn tự nhiên, ví dụ như là đạm mình dùng bằng giun quế hoặc là bột cá này thì cũng được thôi. Nhưng mà cái nguồn bổ sung các cái chất khoáng và cái chất vi lượng mình phải bổ sung một cách riêng. Như thế là dẫn đến tốn thời gian trong việc chăn nuôi. Vì như thế nó cực kỳ rách việc luôn. Hết hôm này cho ăn cái này, hôm kia cho ăn cái kia. Mà thậm chí là con lợn nó chưa chắc nó đã ăn và nó hấp thụ được cơ. Bởi vì á, cái trong thức ăn công nghiệp người ta cho một định lượng nhất định rồi. Ví dụ một con nó hấp thu bằng đấy thì mình bỏ vào thì nó sẽ các cái chất đấy thì nó sẽ hấp thụ vừa đủ là được. Nhưng mà không được lạm dụng cái thức ăn công nghiệp quá trong cái chăn nuôi cái lợn này nha các bác nhá. Bởi vì thứ nhất là cái chi phí của nó cứ rất cực kỳ cao. Và thứ hai á là cái sản phẩm làm ra nó sẽ không ngon. Bởi vì á là cái con lợn mà ăn thức ăn công nghiệp nó sẽ lớn nhanh quá, gây ra tình trạng tích mỡ. Thì cả nó không tích mỡ thì thịt nó cũng không được ngon giòn, mà da của nó thì không được dày dai giống như cái loại mà mình nuôi gọi là bán công nghiệp thôi. Mình chỉ cho một lượng vừa đủ khoảng tầm 10 đến 12%, cùng lắm là 15% đối với lợn thương phẩm. Còn với cái lợn là hậu bị thì mình có thể là cho ăn hơn một chút nữa để cho nó lớn nhanh, nó tăng trưởng cao một chút để cho nó sinh sản tốt. Còn với cái lợn con á thì phải khoảng tầm 8-90% là thức ăn công nghiệp, cái đó thì không nói được rồi. Bởi vì cái lúc mà mình mới tách sữa mẹ nó mà mình cho ăn cái thức ăn vớ vẩn á thì thứ nhất là nó bị ẻ phân trắng rồi này. Thứ hai là con lợn nó không hấp thụ được, nó không lớn được và lông nó xù ra và càng ngày nó càng còi cọc xuống. Cái đấy là cũng là một cái sai lầm trong chăn nuôi đấy các bác ạ. Còn với cái bầy lợn nhà em á, trừ lợn cái vừa mới đẻ được khoảng tầm 15 ngày đổ lại thì em sẽ nấu cám. Còn không thì em cho ăn bằng thức ăn sống hết. Để thứ nhất là nó gọi là nó ăn thức ăn khô thế á, nó đỡ bị giãn cái bụng nó ra, nó to bụng. Với thứ hai là đỡ vất vả cho bản thân mình. Thì lợn này á, em cho ăn thức ăn sống thì cứ 3-4 tháng là em tẩy cái ký sinh trùng một lần,
giun sán rồi các loại ký sinh, sinh trùng nó hay ký sinh trong con lợn hay là các loại động vật đó, thì mình phải tiến hành mình tẩy đi, không thì nó ghê lắm các bạn. Thì làm thịt ra họ chỉ có rất nhiều ở trong bụng cái con lợn đó, thì ai dám, người ta dám sử dụng lần thứ hai đó. Với lại cái con lợn mà nó có ký sinh trùng đó, thực sự là thịt của nó cũng không có ngon đâu, nó gọi là nó gây đến ví dụ là hỏng gan hỏng thận các thứ này, mà cái bộ tiêu hóa của nó đã hỏng rồi thì làm sao nó ngon được nữa. Thì đấy là một số chia sẻ của em về cái việc mà có nên sử dụng gọi là phế phẩm thừa của các cái nhà hàng để nuôi lợn này không, và thứ hai là cái cách phối trộn thức ăn cho lợn là lợn là con nó ăn, lợn giống nó ăn đó, sao cho hợp lý nhất. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây để dọn cái phần cùng với mẹ em thôi. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc link Facebook em dán ở phần mô tả. Xin chào các bác nha.